có thật sự vui khi ế hay không? À, câu hỏi hay, vỗ tay, chào mừng mình được đủ. Yeah, câu hỏi rất là ác. À, như các bạn nhìn thấy, những người đứng trên đây thật sự là họ đọc thân thiện. Và không có ai không thành công hết, đúng không? À, đó là một điều khẳng định nha. Hưng xin trả lời thật với Vũ rằng là với tất cả mọi người, với khán giả luôn, thật ra mình không ai muốn mình ế. Yeah. Nhưng mà do cái phần số của mình, cái phần âm của mình nặng quá, duyên âm mình bắn nặng quá, cho nên là mình chưa gỡ ra được. Rồi cái phá hoài không bao giờ có được. Nói thật lòng là bản thân mình khó quá. Sau một lần đổ vỡ, sau rồi cứ cho mình phép mình thử. Rồi những lần thử đó tạo thành cái thói quen, riết là nó quen tay, quen chân, quen mồm, quen miệng, quen mắt, quen mũi. Và nó làm cho mình thấy, ô, hết cái này tới cái khác cũng được, không sao. Và chấp nhận thế, nhưng mà có nhiều cái sự lựa chọn khác. Trong thâm tâm của Hưng vẫn chờ đúng một cái người có đầy đủ những cái gạch đầu dòng mà Hưng mong muốn nhất. Tại Hưng khó chịu lắm, đã từng sống thử, từng yêu rất nhiều, từ doanh nhân tới ngôi sao, thử hết trơn rồi, nhưng cuối cùng cũng lên đường. Hưng toàn mua vé first class cho họ đi không đó. Thì Hưng xác nhận là Hưng khó chịu, cho nên là độc thân thì Hưng thấy có cái vui nhỏ của nó chứ không phải là quá lớn. Thứ nhất là cái sự tự do, là mình không có cần phải đợi chờ sợ ai với ngày nào cũng chiều để nhắc ăn cơm hay là đang đi đâu giờ này bị cấm cản, check Facebook, check túi tiền, check này, muốn làm gì mình làm. Đó là cái sung sướng và tự do duy nhất thôi mà mình cảm nhận được khi mình độc thân. Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Nghe xong tự nhiên cái mọi người kéo nhau ấy hết thì hơi mệt nha. Dạ, hạnh phúc thì cứ hạnh phúc nha mọi người. Dạ, rất nhiều, đây là cái trào lưu trên thế giới luôn hay sao nha. Dạ đúng, nước Nhật là rõ nhất, là gần như là chọn độc thân không, họ rất sợ là bị đình, gánh nặng vô cùng cả mình. Chưa chắc là bị đình nó vui đâu nha, chỉ lộ mẹ con cái lo làm tốn tiền tính một tổ luôn. Cực lắm. Có anh chị nào hỏi hơn không? Dạ dạ, hồi nãy có một cái biết rồi không? Rồi xin mời. Ok anh. Muốn hỏi Hưng liền luôn là tại sao mình không có để cái dịp ra mắt MV này á trong đúng cái ngày độc thân luôn. Thứ nhất, trễ một ngày. Yes, đó là ngày hôm qua hôm kia. Đó ngày hôm kia, còn hôm nay là ngày tử tế. Dạ, 11 tháng 1. Thứ hai nữa là muốn hỏi Hưng luôn là cái với cái tạo hình tóc của Hưng á, thì anh thấy là rất là giống một cái người mà mình nghĩ là chắc là Hưng cũng rất là yêu thích, dòng Michael của nhóm Quang ngày xưa. Thì có cái lý do gì ngoài cái việc yêu thích không khi sử dụng lại cái hình tượng tóc này? Thật ra khi làm cái tạo hình này xong á, có rất nhiều người nói Hưng giống, có một chút xíu này không nè, thì sẽ giống Diana, cũng Diana một chút xíu phần mắt này, là phần tóc này, rồi giống Rod Stewart, rồi giống John Michael là khá nhiều. Tại vì Hưng cũng thích cái anh này từ rất lâu. Cái ấn tượng với anh này hồi xưa là với nhóm Choi, thời điểm đó ai cũng để cái tóc này cả, đa số người thì sát hơn, có người 3 số 7 để cái đuôi thẳng hơn, xong hơn xíu, đa số như vậy. Nhưng cái anh này là để cái tóc này đẹp nhất trong tất cả mọi người, và nó gợi cảm vô cùng khi anh hát bài Cardi Whisper. Rồi đồng thời là cái hình ảnh này, nó cái tóc này nó sẽ giúp Hưng che được cái phần tóc thiệt của mình, nó là tóc ngắn, nó chỉ có cách này ra là hay nhất. Và đồng thời ekip luôn, cô bé stylist gửi cái hình loạt hình ra, Hưng nói ok, anh đã thấy được ý của em rồi, anh sẽ chọn tấm hình cái kiểu tóc mà đúng như mình sẽ hài lòng luôn. Và Hưng tới tiệm Just Style ở đường Văn Tần, nhờ một người bạn đó chọn cái mái tóc ra và ngồi tự sửa luôn, cùng với cái bên đó Hưng tự cắt, tự chỉnh sửa tất cả mọi thứ, từ từ xịt keo hay là xoắn nó lại, nó từ từ, nó là nghề của Hưng này. Thực sự là đúng là rất yêu những nhân vật huyền thoại như vậy. Cái này nó là dễ cho người ta trở về ngay lập tức liền với kỷ niệm nhanh nhất luôn. Hưng có thể mặc bộ đồ này hoặc mặc bộ đồ khác không chút xíu, nhưng cái tóc chụp lên là nó thay đổi hoàn toàn 100%, thay đổi liền. Và nhiều người thích cái này lắm luôn. Hưng cũng không biết nó có thành trend hay không, hy vọng là như vậy. Và những cái bộ đồ kiểu này bây giờ khó mặc lắm nha anh Lộc ha. Quần ngỗng gãy gãy xưa rồi rộng, hồi xưa rộng thênh thang và vai phải đổ mút nhiều đó, vậy nào mới đúng là dạ, dạy tay mũi nhọn nữa.
có cái móc nữa. Rồi có ai hỏi hơn gì nữa? Cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn con. Dạ, xin mời anh. Alo, dạ, em chào anh. À, em muốn chia sẻ trước là vì hồi nãy em coi MV thì em đã cười khá nhiều. À, ít nhất là 3 lần vì em thấy nó rất là thú vị. Trong đó có một cảnh mà bạn Tâm bị té xong mà là thì em rất là thích. À, em muốn hỏi anh Hưng là thường trong các MV của anh gần đây á, từ Vì Anh Là Sái Ca cho đến Hello, rồi MV này thì anh thường mời rất là nhiều ngôi sao. Không biết là đây có phải là một cái ý định của anh cho những MV sắp tới khi nhắc đến MV của Đàm Vĩnh Hưng là có một rừng sao trong đó hay không? Rồi, có một câu nào nữa không? Dạ, câu thứ hai thì là vui vui thôi. Hồi nãy em tính hỏi anh là không thấy anh Vũ Hà, người bạn thân của anh trong MV. Nhưng mà Minh có nói là thường là những người mà có vợ có chồng thì không được mời. Nhưng mà em lại thấy có Trường Giang trong đó. Thì không biết anh giải cái này như thế nào. Ok, anh cũng trả thích luôn với em. À, như thế này, trước tiên là cái... câu hỏi đầu tiên là cái gì anh muốn kêu? Câu hỏi đầu tiên là cái hình tượng Tâm Té. Với lại là lực lượng ngôi sao, đúng MV. Dạ đúng rồi. Yes. Nó cũng tùy vào MV, cũng tùy cái nội dung. Chứ không phải cái nào mình cũng cứ lợi dụng cái quen biết, rồi thân tình, rồi mọi người cảm mến, rồi cứ lợi dụng tình cảm, đúng không? Rất sợ điều đó, rất ngại. Và cái nhân vật đặc để phải phù hợp vô cùng. À, ví dụ một bài ballad nhẹ thôi, để bưng hít, bây giờ ngôi sao đừng đánh vô họ làm cái gì trong đó. Đó. Mình phải tính toán cho hợp lý, chứ không phải là cái nào cũng có thể xài cái quyền ưu tiên của mình đấy. Cái lệnh bài đó mình xài nhiều cũng hơi phí phạm để dành nó xứng đáng. Có thể nói một chiến lược của Hưng cũng không có phủ nhận, không có xấu hổ. Tại vì những người đó là những người có quá nhiều fan, có nhiều khán giả, và Hưng phải biết lợi dụng cái điều đó để Hưng xin thêm tình cảm từ những người fan của các ngôi sao đó, để cho cái MV của mình được nhiều người coi hơn, bài hát của mình hit hơn. Hưng không phải là ca sĩ 17-18 tuổi để chờ một ngày bừng sáng rồi tạo ra đám đông lớn hơn nữa. Hơn 20 năm rồi, trước đó không tính, đứng trên sân khấu chuyên 20 năm và Hưng cũng biết mình cũ chứ nha, và những cái cách Hưng đang làm để Hưng chống cự lại với tất cả những định kiến lâu nay hoặc là những cái thời hạn mà nó vô phép tắc, mà tự ai đã đặt ra điều đó cho các ngôi sao ca sĩ cứ vài năm là lại mục tiêu là đi xuống, không có chấp nhận điều đó. Cho nên làm tất cả mọi thứ để Hưng chứng minh rằng là không có xuống nha, và đứng đây và mãi mãi là được cái người lựa chọn. Đó là Hưng biết cho vì sao không mời các ngôi sao, thật sự là nó phải hợp nữa, những người đó phải phù hợp. Như trong cái clip này, anh Thành Lộc là lựa chọn đầu tiên đến Văn Đinh, hai người đó là Vũ Hà. Lúc đầu thì thu âm xong đó thì Vũ Hà nói có cho đọc quay không? Có chứ, vui vẻ rồi, có mày rồi. Nhưng mà cuối cùng bàn tới bàn lui, đổi kịch bản giờ chót là chỉ chọn những người độc thân thôi. Thì Hà đã phải đợi cái clip sau. I'm sorry. Clip sao là clip sao? Dạ, cờ clip sao? Clip sao? Anh Thành Lộc anh nhấn mạnh clip sao hả? Trường Giang là một người em. Lần việc Hương cũng vậy nữa, nhắn tin á, em Đàm, sao có tôi vậy? Đó, bà nói câu đó mình khó xử vô cùng luôn. Đó, nói thôi lần này, lần trước đã có Trấn Thành rồi, lần này phải có Trường Giang. Thì anh đặt ra ý tưởng câu chuyện của bộ phim này là cô dâu chú rể là những người độc thân cũ đó, trong cái hội đó, và mời lại nha, mời lại cái đám người yêu cũ nè và những người độc thân bạn trong cái nhóm độc thân đó, cái hội đó đi đám cưới của mình, và ai cũng thể hiện cái tôi của mình như vậy, rần lên như vậy, và cuối cùng ai cũng bỏ chạy sợ khi mà tung hoa, để lại cô dâu chú rể vẫn một mình tiếp tục độc thân với cặp đó. Và Trường Giang là một nhân vật khá hot, và anh đặt cái vấn đề ra là Trường Giang bị rủ rê quay ngược trở lại vì nhớ bạn bè xưa, nhớ cái hội của mình đó, và cũng có thể chưa chắc gì Trường Giang đã quyết định xong mà vui hơn là cái hội cũ. Cho nên là nó quay về nó mới chơi chứ. Dạ, đúng không? Chứ không chán đâu quay về đâu. Bởi vậy. Còn câu nữa là Ngọc Thanh Tâm ạ. Cái câu mà té Ngọc Thanh Tâm đó, dạ. Đó là cái thông minh và cái trend và cái
gắn cái hiện đại vào trong cái style xưa để cho khán giả vừa xem vừa thấy rất là vui, thú vị, vừa thấy lạ, vừa thấy quen. À, và cái yếu tố đó nó hoàn toàn hợp lý để cho người ta thấy giật mình ra, ô 80 vẫn quanh đây và quanh đây vẫn nằm trong 80. Điều đó rất là dễ lựa chọn của các bạn trẻ. Khán giả trẻ bây giờ họ xem nhiều hơn. Người xưa thì họ có nhiều tiền lắm nhưng mà họ không có vào trong YouTube hay là bình chọn hay là cày view, không có đâu, chỉ người trẻ thôi. Và một chi tiết đó cũng có thể làm vui lòng các bạn trẻ hiện nay. Một tràng pháo tay, tôi cảm ơn Hương rất là nhiều.